Hello, xin chào mọi người. Và đây mọi người có thể thấy đây là một cái app xem tivi nhá. Đây, cái app này thì rất là hay và mình sẽ cài miễn phí cho tất cả anh em mà mua máy bên mình. Thì mình sẽ cài sẵn cho anh em cái app này để xem tivi, mua bóng đá bóng này. Đây là VTV này, ở đây này, VTC này, đủ hết này. Đấy, ở dưới đây là VTV Cap này. Này, đủ hết này, VTV Cap này. Ở dưới đây là SCTV này, dưới đây là HTV này, đây là các cái kênh nước ngoài này. TBK này, đủ hết này. Thì cái app này của nó có 200 kênh xem tivi. Thì anh em có thể xem gọi là xem mỏi tay thì không hết. Nhưng mà chủ yếu là mùa đá bóng thì chúng ta sẽ xem các cái kênh của VTV thôi, VTV2 hoặc là VTV Cần Thơ. Đấy, thì bây giờ mình sẽ mở thử cho anh em xem nhé. Đây mình sẽ mở thử này. Rồi, siêu nhanh luôn anh em ạ. Có phải gọi là cái tốc độ của nó là siêu nhanh luôn. Đấy. Khi mà anh em mở một phát, đây mình sẽ mở lại cho anh em nhé. Ví dụ như mở VTV7 này. Đấy, mở một phát là nó chạy luôn. Chạy luôn nhá. Mà có một điều đặc biệt là tất cả các cái kênh này ấy, thì nó đều là kênh HD anh em nhé. Đấy, VTV1 HD, V2 HD, V3 HD, HD HD hết, xem rất là nét. Và chúng ta xem đá bóng và xem HD như này thì khỏi chê luôn. Đấy. Ok, và quay trở lại cái chủ đề ngày hôm nay thì mình muốn giới thiệu cho anh em là những cái con máy xem gia đình giá rẻ mà lại đẹp ở đây. Hiện tại là mình đang chiếu bằng cái con này là con F175S Pro bản 2022, chạy hệ điều hành Android. Đây, nó là con này đây. Chạy hệ điều hành Android 9 mà mình đã có làm những cái video giới thiệu rất là nhiều về con này rồi. Đây. Thì đây chính là cái mã vạch cũng như là cái tem chính hãng anh em nhé. Đây, tem chính hãng và mã vạch để anh em quét cái mã này là chính hãng của AUN. Còn ở trên cái máy này ấy, thì cũng do là cái lô này ở bên xưởng ấy thì họ làm vội làm thiếu nên là họ không in cái logo lên trên cái máy này. Còn bình thường thì anh em có thể thấy là như những cái lô đầu mình giới thiệu ấy, thì nó có cái logo này. Thì cái lô này ấy, thì là họ làm nhanh để phục vụ cho mình đặt để về cho anh em xem đá bóng ấy. Nên là họ chưa kịp in cái logo lên thôi. Còn lại ấy, thì mọi thứ nó đều là chính hãng hết ở đây. Tem nhãn đầy đủ, anh em có thể quét và mình cam kết đảm bảo cho anh em. Cũng như là phân phối chính hãng cái con này nên anh em không phải lo điều gì hết. Và có một số thì bên thì họ cứ vin vào những cái lý do vớ vẩn này để họ nói xấu bên mình về cái việc bán như thế này. Nhưng mình cũng nói thẳng luôn cho anh em lý do tại sao lại như vậy. Còn máy của bên mình sẽ cam kết chính hãng 100% của AUN, đầy đủ tem nhãn, bảo hành đầy đủ 12 tháng. Và nói thật với anh em là những cái con máy của Trung Quốc như thế này ấy, thì người ta cũng chẳng làm nhái hay làm fake để làm cái gì cả. Nó là những cái con máy của Hồng Kông, của Trung Quốc thôi. Thì đây là mình đang chiếu cái con F175S Pro bản 2022, chạy hệ điều hành Android 9. Hoặc anh em có thể cân nhắc cái con AKI8 này rẻ hơn. Con AKI8 này thì con này cũng là một cái con mà làm mưa làm gió suốt mấy năm, suốt 2 năm vừa qua, và mình cũng làm rất nhiều video về con này rồi. Cái con AKI8S này thì nó cũng chạy Android 9 và giá con này rất rẻ anh em ạ. Con này giá của nó chỉ là 4.990.000 thôi. 4.990.000 so với lại các cái đối thủ của nó là lên đến 6 triệu, như là những cái con như là BQ Extreme này hay là Mikun KP1 này thì nó cũng chẳng kém cạnh gì. Ví dụ như con này 4.990.000. Nếu mà so chất lượng hình ảnh với con BQ Extreme 6 triệu ấy, thì con này nó chẳng kém gì luôn ấy. Thậm chí nó còn đẹp hơn, mình đã có video so sánh con này rồi. Xem khá là ngon, giá rẻ. Đấy, chạy Android 9. Còn nếu anh em muốn xem ở những cái phòng nó nhiều điện hơn, nó sáng hơn và xem nó hình ảnh, nó chất lượng nó cao hơn nữa, nó sáng hơn nữa, thì anh em có thể chọn cái con này, đây, con AKI 7 Max. Đây, con AKI 7 Max thì cái kích thước của con AKI 7 Max này nó sẽ to hơn so với hai con kia nhé. Đây, nó sẽ so với lại con AKI 8 thì nó to hơn. So với con 175S Pro 2022 nó cũng sẽ to hơn. Và cái kích thước to hơn này thì nó sẽ bởi vì là cái công suất của cái máy này nó lớn hơn hai con này. Nên là cái máy nó sẽ to hơn và cái LCD của con này nó cũng là LCD loại to. Thấu kính nó cũng to hơn, nó sẽ sáng hơn anh em nhé. Và đồng nghĩa việc đấy thì giá con này cao nhất. Con AKI 7 Max này thì giá cao nhất, giá con này tuy cao thôi nhưng mà nó cũng bản Android của nó là hơn 6 triệu một chút, 6 triệu 3 một chút. Còn bản tiêu chuẩn là 5 triệu 8. Đấy. Còn con này rẻ, ngon bổ rẻ, 4 triệu 990. Ngon bổ rẻ luôn và chất lượng hình ảnh đẹp. Con này thì là giá là 5 triệu 290. Cũng rất là rẻ.
Ngày xưa con này giá của nó 5,9 triệu ấy, nhưng mà hiện tại giá nó còn nó đang giảm xuống chỉ còn 5,290 triệu thôi, rất là cạnh tranh. Và với cái mức giá này thì mình nghĩ là trong cái tầm 5 triệu ấy, tầm loanh quanh 5 triệu ấy, thì con Ki 8 này và con 15S Pro 2022 này là không có đối thủ luôn. Trong cái tầm 5 triệu hai con này mình nghĩ là ngon nhất, hình ảnh ok nhất và chất lượng tốt nhất. Đây, và anh em sẽ được cài sẵn một cái app xem TV như thế này. Còn ngoài ra nếu anh em không dùng xem TV thì anh em có thể là dùng các app khác như là YouTube này, Netflix này, truyền qua điện thoại này. iOS Cast là để truyền hai cái này là để kết nối với điện thoại không dây và truyền hình ảnh qua. Rất nhiều các cái chức năng. Và con này nó cũng sẽ có 4D Keystone anh em nhé. Anh em có thể đặt chéo Wi-Fi, Bluetooth đầy đủ, có 4D Keystone. Đấy, không thiếu một thứ gì. Và cái mà mình muốn nói ở đây cho là cái app xem TV này thôi, mình sẽ cài free cho anh em khi mà anh em mua máy. Và để test thêm cho anh em một chút về cái app này. Đây, đây là mình đang bật điện nhé. Đây, mình tắt bớt điện đi này, tắt bớt điện đi thì nó sẽ rất là đẹp. Và riêng xem gia đình thì mình nghĩ là ba cái con là Ki 6, Ki 7, Ki 8 như mình mới giới thiệu ấy là quá là phù hợp để cho anh em xem gia đình. Không cần thiết phải lên halogen. Thì khi mà anh em xem gia đình ấy thì anh em không cần thiết phải mua máy halogen làm gì. Chỉ cần chơi máy led thôi, tại vì xem gia đình thì anh em có thể là điều tiết được cái ánh sáng ở trong phòng. Chúng ta có thể bật điện, tắt điện để cho nó phù hợp. Chúng ta không cần chiếu quán, không cần chiếu không gian sáng, cũng như quán họ bắt buộc họ phải bật điện không thể tắt được rồi thì họ phải dùng halogen. Còn anh em xem gia đình thì đây, xem gia đình xem như này thì gọi là có gì để chê đâu nhỉ? Chẳng có gì để chê cả, quá là nét luôn. TV, app TV thì chạy rất là nhanh. Đấy, chạy nhanh luôn, không có gì để chê cả. Đây, bật tiếp cho anh em VTV2 nhé. Các cái kênh này là đều là kênh chất lượng hình ảnh là HD, Full HD anh em ạ, chất lượng hình ảnh là Full HD hẳn hoi. Nên là cái độ nét của nó không khác gì TV luôn. Nét không khác gì TV luôn. Và anh em có thể xem thoải mái luôn. Đấy, chạy nhanh luôn anh em nhé. Chạy rất là nhanh, bấm một phát là chạy luôn. Đấy, bấm một phát là chạy luôn, siêu nhanh luôn. Rồi thì cái đường link mua hàng thì mình sẽ để ở bên dưới video, hoặc là anh em liên hệ trực tiếp qua số điện thoại, hoặc là Facebook mình cũng để ở bên dưới video nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo. Chúc anh em về bờ được trong mùa bóng đá này.